hé lộ bao quân bài chiến lược của Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine. Thưa quý vị, kể từ khi quân đội Ukraine chuyển từ phòng ngự sang phản công, họ đã giành lại được một vùng đất rộng lớn từ tay quân đội Nga, bao gồm cả thành phố Kherson, thành phố mới được sắp nhập vào Liên bang Nga trong cuộc trưng cầu dân Ý do Nga tiến hành vào hồi cuối tháng 9 vừa qua. Ban đầu, quân đội Nga đã có chút bất ngờ với sự phản kháng từ phía Ukraine, thậm chí viện trợ quân sự của Mỹ và NATO cho Ukraine là quá nhanh, vượt qua mọi dự tính ban đầu của Moscow. Bên cạnh thất bại ở một số chiến trường nhất định, vấn đề kinh tế của Nga cũng nổi cộm do các biện pháp trừng phạt quy mô lớn của phương Tây. Tình hình tài chính của Nga tiếp tục xấu đi, thu nhập ngoại hối giảm mạnh. Với sức mạnh kinh tế hiện tại của Nga, rất khó để hỗ trợ nhu cầu của các cuộc xung đột dài hạn. Trong khi đó, Mỹ và một số quốc gia phương Tây tiếp tục cung cấp viện trợ khí tài cho Ukraine phản ứng trước tuyên bố của Mỹ về việc sẵn sàng cung cấp bổ sung khí tài quân sự cho Ukraine, bao gồm cả các loại khí tài mới nhất. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ngày 11 tháng 10 cho rằng đây là minh chứng cho thấy Mỹ đã là một phần của cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine. Từ việc Ukraine tiến hành phản công và đạt được một số bước tiến trên chiến trường đến lời cảnh báo sử dụng khí tài hạt nhân của Tổng thống Nga Putin, vụ đánh bom xe trên cầu Crimea, tất cả đã làm thay đổi bản chất và nhịp độ của cuộc xung đột vậy câu hỏi đặt ra ở thời điểm hiện tại là nga đang có lợi thế gì trong cuộc xung đột ở ukraine mặc dù nga phải triệt thoái khỏi một số khu vực mà họ đã kiểm soát từ đầu cuộc chiến nhưng quân nga vẫn kiểm soát phần lớn diện tích bốn tỉnh miền đông ukraine đặc biệt họ nắm trong tay ba con bài chiến lược để có thể duy trì được tình hình hiện nay và phát triển hơn sau khi có những trệch trạc nhất định trên chiến trường con bài chiến lược lớn thứ nhất là cơ cấu dân tộc tương đối đơn nhất của nga Hiện nay, Nga có khoảng 140 triệu người, trong đó người Nga chiếm 77%, chủ yếu phân bổ ở các khu vực phát triển của Nga. Còn các dân tộc thiểu số phân bố ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa hẻo lánh của nước Nga rộng lớn. Dân tộc Nga là dân tộc chính và nắm giữ đại đa số tài nguyên, đảm bảo sự ổn định của nhà nước Nga. Mặc dù nước Nga có lãnh thổ chiếm một phần 6 diện tích trái đất, nhưng việc các nước phương Tây chia rẽ nước Nga từ bên trong đã khó, chia cắt nước Nga còn khó hơn. Con bài lớn thứ hai là khí tài hạt nhân. Nga là quốc gia có diện tích đất liền lớn nhất thế giới, để bảo vệ một diện tích rộng lớn như vậy, nhất định phải dựa vào khí tài hạt nhân. Mặc dù thực lực kinh tế của Nga không mạnh bằng phương Tây, chi phí quân sự cũng thấp hơn, nhưng với việc phát triển và sở hữu số lượng lớn khí tài hạt nhân, các nước phương Tây không dám khinh suất trong khiêu khích Nga. Con bài chiến lược quan trọng cuối cùng là năng lượng, lương thực và tài nguyên thiên nhiên sau khi đường ống dẫn khí phương bắc một bị cố ý phá hoại, thì liên minh châu âu eu gần như cắt đứt liên hệ năng lượng với nga. nguồn thu từ năng lượng của nga giảm sút. tuy nhiên năng lượng là một loại tiền tệ cứng trên thị trường quốc tế. nhiều quốc gia ngoại trừ các nước phương tây vẫn có nhu cầu và nga vẫn có thể kiếm được thu nhập ngoại hối. bằng cách duy trì thương mại năng lượng với các nước khác, nga có thể tiếp tục mua các bộ phận mà họ cần, có thể hỗ trợ sản xuất quân sự của nga và nga có thể có khả năng tiếp tục chiến đấu. nga là nước lớn về năng lượng nhưng về lương thực không những có thể tự cung tự cấp mà còn có thể xuất khẩu để tăng thu nhập có lương thực trong tay và xã hội ổn định cuộc sống cơ bản của người nga có thể được đảm bảo và sẽ không có vấn đề lớn nào xảy ra trong nước miễn là đất nước ổn định nga có thể tiếp tục kéo dài cuộc chiến với diện tích lãnh thổ chiếm một phần sáu trái đất nga sở hữu nhiều khoáng sản tự nhiên có giá trị hiện nay nga là quốc gia khai thác và xuất khẩu hàng đầu về dầu mỏ khí đốt than đá quạng sắt kim cương đồng vàng niken nhôm, titan, chrome. Nga là nước sản xuất kim cương lớn nhất thế giới, thứ hai về coban và bạch kim, thứ ba về vàng, niken và lưu huỳnh, thứ tư về bạc và phốt phát và thứ năm về quặng sắt. Với nền công nghiệp quốc phòng phát triển hàng đầu thế giới với tài nguyên thiên nhiên dồi dào, Nga có thể cung cấp khí tài toàn diện cho quân đội nước này chiến đấu trong một cuộc chiến tổng lực kéo dài. Từ những yếu tố trên, có thể kết luận là Nga rất khó thua trong cuộc xung đột này. Người đứng đầu viện chiến lược và an ninh Jerusalem Efram Inba trong bài lợi ích tốt nhất cho Mỹ là chấm dứt chiến sự ở Ukraine, vừa đăng trên trang Jerusalem Post, đã có lời khuyên dành cho các nước phương Tây. Sự hỗ trợ của phương Tây cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga khó có thể khiến Nga thất bại. Hơn nữa, nó đã trở thành một gánh nặng to lớn, gây rủi ro cho phương Tây trong việc đạt được các mục tiêu chiến lược quan trọng khác của mình. Mọi người đều hiểu rằng chiến sự sẽ không kết thúc bằng việc khôi phục toàn vẹn lãnh thổ Ukraine như đòi hỏi của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Crimea và khu vực Donbass, nơi sinh sống của người dân tộc Nga, khó có thể trở lại sự cai trị của Ukraine. Sức mạnh bền bỉ của Nga đáng kể hơn của Ukraine, và do đó bất chấp những khó khăn về kinh tế và các vấn đề quân sự, Nga có thể sẽ không chấp nhận các điều kiện của Ukraine. Moscow có thể sẽ tiếp tục cuộc chiến tiêu hao, gây tổn thất lớn cho cơ sở hạ tầng và quân đội của Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin khó có thể chấp nhận thất bại. Hơn nữa, nỗ lực làm bẽ mặt nước Nga là không khôn ngoan, và có khả năng phản tác dụng. Do đó, chiến thắng do Ukraine xác định là không thể đạt được. Ngược lại, phương Tây đã đạt được mục tiêu chiến lược là làm suy yếu nước Nga, khiến sườn phía đông của NATO trở nên an toàn hơn. Moscow không thể nuốt chửng Ukraine trong hoàn cảnh hiện tại. Trong khi duy trì các nguyên tắc thể hiện trong việc hỗ trợ tinh thần cho các vấn đề đấu tranh dũng cảm của Ukraine, thì việc tiếp tục chiến sự lại đang gây hại cho phương Tây và gây nguy hiểm cho cuộc chiến của họ nhằm duy trì ưu thế trước các đối thủ thách thức khác. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg gần đây đã tuyên bố một mục tiêu khiêm tốn hơn, phủ nhận chiến thắng của Nga thay vì đòi chiến thắng Nga. Mục tiêu được xác định một cách khiêm tốn đó rõ ràng mở ra cơ hội đàm phán một thỏa hiệp, điều sẽ trở thành mối quan tâm hàng đầu của chính sách ngoại giao Mỹ. Cuộc chiến ở Ukraine đang chuyển sự chú ý khỏi thách thức chiến lược trung tâm mà Mỹ và phương Tây phải đối mặt, Trung Quốc. Xoay trục sang châu Á, chiến lược vẫn được ủng hộ bởi ba đời tổng thống Mỹ gần nhất, vẫn là một khẩu hiệu sáo rỗng, khi Ukraine ngấu nghiến sự chú ý và nguồn lực của phương Tây. Bắc Kinh hài lòng nhìn vào tình trạng bế tắc của phương Tây ở Đông Âu, khi một liên minh phương Tây thiếu chiến lược trọng tâm lại đang phục vụ lợi ích của Trung Quốc, làm suy yếu Nga và đẩy Moscow tăng cường liên kết với Bắc Kinh. Cuộc chiến Ukraine cũng đoàn kết Iran và Nga trong chiến hào chống Mỹ. Cuộc giao tranh ở Ukraine là một ví dụ điển hình về một cuộc chiến cường độ cao mà nhiều chiến lược gia tin rằng chỉ còn là hiện tượng trong quá khứ. Tuy nhiên nó lúc này đang ngốn khí tài quân sự đáng kể và số lượng lớn đạn dược đắt tiền. Không rõ phương Tây có thể tiếp tục cung cấp cho lực lượng chiến đấu Ukraine trong bao lâu. Kho đạn dược của phương Tây đang cạn kiệt nhanh chóng. Các dây chuyển sản xuất hiện tại không thể bổ sung kịp thời vật tư được gửi đến Ukraine. Vì vậy khả năng chống lại Nga của Ukraine sẽ giảm dần. Hơn nữa sự tham gia của phương Tây làm giảm đáng kể khả năng sẵn sàng tham chiến ở nơi khác. Một cân nhắc quan trọng để tìm kiếm một giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt chiến sự là nguy cơ leo thang hạt nhân. Phương Tây chủ yếu tuân thủ học thuyết sự hủy hoại được đảm bảo lẫn nhau MAD, với nguyên lý trung tâm cho rằng việc vượt qua ngưỡng hạt nhân sẽ dẫn đến một cuộc chiến nguyên tử tổng lực với tính chất hủy hoại không thể tưởng tượng được. Học thuyết này áp chế đáng kể việc sử dụng đầu đạn hạt nhân. Ngược lại, học thuyết hạt nhân của Nga cho phép dần dần sử dụng khí tài hạt nhân trong một cuộc chiến thông thường quy mô lớn. Do đó, phương Tây nên xem xét các đe dọa hạt nhân của Nga một cách nghiêm túc đặc biệt là khi sức mạnh quân sự thông thường của nước này trở nên bị đát nhất. Hơn nữa, duy trì cuộc chiến chống lại nga đồng nghĩa với việc tiếp tục đầu tư nỗ lực để làm suy yếu một đối thủ thứ yếu. Trong khi nga có kho khí tài hạt nhân ấn tượng, thì quân đội thông thường của nước này lại ở trong tình trạng kém hơn. GDP của nga cao hơn một chút so với brazil, không phải là cường quốc thế giới, nhưng chỉ bằng khoảng một phần mười của trung quốc. GDP của các quốc gia NATO bằng 45% nền kinh tế thế giới, lớn hơn khoảng 18 lần so với GDP của Nga. Do đó, bất kỳ nỗ lực nào khác nhằm làm suy yếu khả năng quân sự của Nga hầu như không ảnh hưởng đến cán cân quyền lực toàn cầu và châu Âu. Việc tiếp tục chiến sự chỉ làm tăng thêm sự tàn phá mà Nga gây ra cho Ukraine, đặc biệt là cơ sở hạ tầng kinh tế của nước này. Chiến sự càng kéo dài, phương Tây càng cần nhiều tiền hơn để tái thiết tình trạng bị tàn phá khi chiến sự kết thúc chúng ta cũng đã bắt đầu thấy những dạn nứt nhỏ trong Liên minh NATO do thời gian chiến sự kéo dài. Có sự khác biệt về quan điểm về chính sách sản xuất khí tài và kết quả mong muốn, một mùa đông lạnh giá sẽ khuếch đại căng thẳng xuyên Đại Tây Dương. Vì tất cả những lý do này, một Washington khôn ngoan nên cố gắng hết sức để tìm ra một công thức chấm dứt chiến sự ở Ukraine, áp lực nhẹ nhàng buộc Kiev phải chấp nhận một thỏa hiệp là cần thiết. Các nhà lãnh đạo phương Tây nên tập trung vào những rủi ro và lợi nhuận cận biên ít ỏi sẽ đạt được nếu chiến sự tiếp diễn khuôn mẫu cho một sự thỏa hiệp vẫn cần được làm rõ. Phần lan hóa Ukraine, một lựa chọn lẽ ra phải được theo đuổi trước chiến sự, có lẽ là lựa chọn hứa hẹn nhất. Nhưng không quốc gia nào có thể thoát khỏi những ràng buộc của địa chính trị. Trong một cử chỉ đầy hứa hẹn, phương Tây chỉ cho Ukraine một chút thời gian. Trở thành hàng xóm của một con gấu khổng lồ như Nga là phải khéo léo trước những hệ quả. Ukraine phớt lờ tình trạng khó khăn của mình và đang phải trả giá đắt cho sai lầm này. Thông tin vừa rồi đã khép lại video của kênh TV24 giờ ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi đừng quên like chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại